cái mút nha các bạn. Trái chín đỏ tươi luôn rồi nè. Cái trái cái mút ăn được nha các bạn. Trái này chín ăn được á. Ăn nó ngọt ngọt the the. Còn cái bông nó thơm mùi như bông bưởi vậy đó. Cây này uống kiểu bonsai nhưng mà cây này hoành chắc khoảng 22 23. Tài cành thấy uống à. Người ta chuyển ngọn, cây mút mà làm được có về công phu lắm. Cây này uống kiểu tai bể bonsai nhưng mà giống như tai bể như kiểu Hà Nội phân chi vậy đó. Chiều cao nó khoảng 30 thôi các bạn. Cũng đang ôm bông ôm trái quá trời trái nè, mấy cái chín luôn, mấy cái chín này chín nó ăn ngọt ngọt the the y như trái trái quá trời. Mấy cái này thần chậu nha, nhỏ thần chậu ra vẫn còn nguyên si à. Mấy cái này về chỉ chơi thôi bạn, người ta buông kẽm rồi, mấy cái nước này người ta cũng dằn lại thôi. Mấy cái này là thành phẩm rồi. Cái mút mà thành phẩm giờ giá cũng cao lắm nha các bạn. Tại cái đời cái mút là ít người làm lắm, ít người làm bonsai lắm, đa phần ta làm kiểu cổ nhiều. Lại làm kiểu rặt bonsai là thế hệ sau này thôi. Mấy cây cái chạng chạng vậy là hiếm lắm nha, ít người làm chứ không có hiếm. Tại cái phôi cái mút giờ đã khó rồi. Mà cái người cái làm cái mút bây giờ cũng khó nữa. Cái này cũng đẹp lắm các bạn. Cái này nhìn cũng bắt mắt lắm, mấy cái này nhìn bắt mắt lắm, cái quá trời luôn nè. Có nhiều người chưa biết trái cây mút chín đỏ tươi vậy nè, đỏ hơi đỏ đậm, ăn nó ngọt ngọt. Hồi đó tôi phái nhà tôi chồng phái ăn trái cây mút này lắm, ăn nó ngọt ngọt the the, bỏ tủ lạnh ăn ngon lắm. Ngày xưa nhà tôi trồng cây này rất là nhiều, sau này bán hết trơn. Thời cái mút sốt là tôi trồng cây này rất là nhiều, quá trời trái luôn. Trong này nếu mà trồng mấy bạn bỏ tự nhiên trái dữ lắm nha các bạn, trái hoàng hoại luôn á, bông nó thơm lắm. Cây này cái phong dòm nó cứng cây đẹp lắm, cây mút nha các bạn.